Trong đêm tối, một người phụ nữ đang bế đứa con bé bỏng, trên tay cầm ngọn đuốc sắp cháy rụi chạy thục mạng. Bà tiếp tục chạy về phía trước với vết thương trên lưng đang rỉ máu vì bị mũi tên đâm sâu vào, dường như bà có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Phía sau, cả thiên nhiên như trút mọi gánh nặng lên lưng bà, từng dòng thác cứ tuôn như mưa chảy xuống với sức nước mạnh đến đáng sợ. Bất chợt cảm thấy có quân lính đuổi theo, liền bước lùi lại chậm rãi từng bước một, rồi sau đó rút mạnh mũi tên kết liễu bọn lính. Không may bà bị trôi theo dòng nước rồi kẹt ở giữa sông. Đứa bé khóc gào lên thảm thiết. Bà với tay bám lấy được vào nhánh cây và đứng vững giữa dòng nước chảy xiết. Sau đó bà ngẩng mặt lên cầu xin thần linh, thú tội rằng mình đã phạm phải tội ác và phải bỏ mạng, nhưng đứa bé nhất quyết phải được sống. Thì ra đứa bé này chính là hoàng tử vì cuộc đảo chính mà phải bỏ chạy. Nói rồi bà chìm dần xuống nước, trên tay vẫn giữ chặt đứa bé. Còn đứa bé thì khóc ngày một to hơn, tiếng hét vang lên giữa thiên nhiên dữ dội xé tan cả màn đêm. Sáng ngày hôm sau, khi dân làng quanh đó nghe thấy tiếng khóc lớn liền men theo đó đi ra đến tận nơi. Người đàn ông nhảy xuống dòng suối chảy xiết rồi nhanh chóng cứu lấy đứa bé lên bờ, thì lúc ấy người đàn bà mới chịu trôi đi. Một người phụ nữ hiếm muộn liền nhận nuôi đứa con rồi cho người bịt miệng chiếc hang lối lên đỉnh thác kia lại. Cậu bé lớn lên ngày nào cũng ra chân thác để ngước nhìn lên trên với ước muốn được leo lên đỉnh thác, nhưng rồi lại bị dập tắt bởi mẹ của mình. Lớn lên một chút nữa, cậu bắt đầu học cách leo trèo mặc sức ngăn cấm của người mẹ, mặc cho có thất bại thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cứ leo trèo như vậy, 35 năm sau, Bahubali đã là một thanh niên vạm vỡ, nhưng xem chừng có thể trèo lên đỉnh của cái thác này là điều khó có thể làm được. Ngày hôm đó, Bahubali trên đường từ con thác trở về nhà thì thấy mẹ của mình đang phải vất vả bê chung nước đi rất nhiều vòng để tưới lên viên đá của thần linh, cầu cho mọi việc suôn sẻ, cầu cho con trai của cô sẽ không đi leo núi nữa. Thấy vậy, anh liền bước đến phá vỡ bức tượng đáy đi. Anh xé rách áo gồng, cơ đứt cả vòng, nhấc bổng bức tượng đá lên trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người và cả mẹ của anh ta. Vốn dĩ là một người mang dòng máu hoàng tộc và còn vô cùng khỏe mạnh, Bahubali đủ sức khỏe để có thể bê tảng đá một cách dễ dàng. Anh ta bê nó xuống con suối, những bước đi cực kỳ vững chắc và khỏe khoắn, rồi đặt xuống ở dưới dòng thác. Thế là tượng đá của thần linh lúc nào cũng được tắm nước mát. Mọi người ai nấy đều vui mừng cùng nhảy nhót theo niềm vui của Bahubali. Bất chợt từ đâu trên đỉnh thác kia rơi xuống một chiếc mặt nạ kỳ bí. Anh ta ngày đêm hoài nghi về chiếc mặt nạ, rằng không hiểu tại sao chính nó lại tìm đến anh. Anh úp chiếc mặt nạ lên cắt thành khuôn, bắt đầu tưởng tượng rồi vẽ thêm tóc, điểm thêm mắt mũi, rồi bị chiếc mặt nạ mê hoặc từ đó. Anh nghe theo tiếng gọi của con tim, quyết tâm leo lên trên đỉnh thác bằng được. Quả nhiên anh vì mê gái mà tự nhìn thấy một tiên nữ váy trắng xinh đẹp mê hồn. Thế là dùng hết sức mình phóng qua khe núi xa nhất, vừa leo núi vừa mộng mơ tới tiên nữ xinh đẹp trắng nõn với tâm hồn to và tròn. Anh leo từ sáng đến tận đêm lên tận tầng mây, rồi nhảy từ mỏm đá này sang ngọn đồi khác. Độ cao lúc này đáng sợ đến nỗi một viên đá rơi cũng chẳng biết bao giờ mới chạm được đến mặt đất. Mỏm đá cuối cùng cũng là nơi khó tiếp cận nhất. Bahubali đã làm một cái cung tên nhảy ra phía ngoài rồi bắn móc vào. Thật may là đã thực hiện được và có thể leo lên mỏm đá cao nhất. Ở trên này không khí lạnh đến mức băng tuyết bám đầy rẫy khắp mọi thứ, từ thân đến ngọn cây đều trắng muốt. Hóa ra tiên nữ của anh lại là một cô nàng mạnh mẽ, một mình nàng có thể địch lại cả đám lính bặm trợn. Sau trận chiến mệt mỏi, cô nằm nghỉ ngơi dưới dòng suối mát. Trong lúc đó, Bahubali lặn xuống dưới nước và xăm vào bàn tay của cô một cái đôi công mà nàng không hề hay biết gì. Tại nơi nhóm khởi nghĩa đang tập trung, họ cần một chiến binh dũng cảm nhận nhiệm vụ. Khi cô gái lên nhận nhiệm vụ thì mới lộ ra hình vẽ của chàng. Lần này cô phải đột nhập hoàng cung, sau đó cứu lấy hoàng hậu đang bị bọn đảo chính đày đọa nơi đây. Tên vừa mới lên là một tên ác quỷ, hắn đàn áp dân chúng hết sức man dợ. Chỉ với hai bàn tay của mình, hắn ta đủ sức vật ngã một con trâu rừng, và thậm chí chỉ trong nháy mắt đã đè bẹp dí con trâu to khỏe cần đến 10 thanh niên trai tráng mà còn không giữ được. Con trâu vừa lao ra thì hắn nhảy lên đấm một phát khiến nó lăn đùng ra chết. Trong khung sắt kia, một người phụ nữ trông rất tàn tạ đang nằm co ro dưới đất. Vừa bước ra, bà liền bị thằng lính đạp một phát vào lưng rồi bất chợt ngã quỵ về phía trước. Hai cha con tân vương cười hả hê trong sự sung sướng. Bà ta bước đến trước mặt bọn họ và nhận lấy những lời đe dọa đến đáng sợ. Bà ta vẫn tin chắc một điều, rằng con trai bà sẽ đến cứu bà và đám củi khô kia sẽ bùng cháy thành một ngọn lửa lớn nhất thiêu đốt hết tất cả. Hóa ra bà ta chính là hoàng hậu của vua trước, bị giam cầm 25 năm và phải nằm trong khung sắt ấy một cách nhục nhã và đau khổ. Bởi vì bà đã yêu người em chứ không phải hắn, nên tên vua đảo chính mới giết em trai và chiếm ngôi. Hàng ngày hắn đày đọa bà để trả thù tình. Ngày hôm sau, hai cô gái lại đến bên con suối cũ. Một người nằm xuống để đợi Bahubali đến, một người cầm sẵn cung tên mai phục ở trên cây. Hài hước thay, anh chàng lại nằm vắt vẻo ở trên thả con rắn lục ra. Nó trườn qua vai cô, quấn quanh mũi tên khiến cô bất động bình tĩnh đợi thời cơ để bắn con rắn đi. Lúc ấy anh nhanh tay vẽ tiếp lên vai cô mà cô không hề hay biết, xong xuôi tẩu thoát một cách dễ dàng. Trong lúc đang ngồi bên ngọn lửa ngắm nhìn chiếc mặt nạ thì bất chợt một mũi tên vụt qua. Anh ta lộn nhào một vòng rồi núp sau lùm cây, nhưng bị cô gái kia bắn liên tiếp hàng loạt các mũi tên và cuối cùng cũng khống chế được anh. Rồi bất chợt không nói không rằng, anh ôm lấy cô gái và lăn mãi đến một nơi cực kỳ đẹp. Cô nàng tức giận chém lấy chém để những chàng thì lại rút dây tụt hết cả áo.
còn đẩy nàng vào ngọn thác làm ướt hết cả người, vừa đánh vừa trang điểm cho nàng. Nàng đang chìm đắm trước vẻ đẹp của bản thân bên dòng thác thì bất ngờ quay lại thấy Bahubali đang cầm chiếc mặt nạ của mình. Đấy là chiếc mặt nạ mà cô đánh rơi ở trên núi. Cô nàng biết được rằng chỉ vì chiếc mặt nạ mà anh đã lặn lội đến tận đây nên rất cảm động mà ôm chầm lấy. Họ tận hưởng những phút giây bên nhau thật hạnh phúc và lãng mạn. Khung cảnh ở đây đẹp đến mức không thể ngờ được. Thế nhưng chưa bên nhau được bao lâu thì cô gái phải tạm biệt giây phút tuyệt vời ấy để tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Chớ trêu thay, cô gái chỉ vừa đi được một đoạn thì đã bị bọn lính bắt. Đúng vào lúc bọn chúng chuẩn bị giết cô thì anh chạy đến. Với sức mạnh kinh người, anh chàng nắm chặt lấy cổ bọn chúng và bè bằng một tay như bè thỏi son. Thằng lính cuối cùng bất chợt quỳ gối dưới chân anh và hô nhà vua vạn tuế. Đúng lúc ấy đám lính khác đông như quân nguyên ập tới. Hai người một lần nữa nắm chặt lấy tay nhau chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Tuy nhiên chân của cô gái lúc này đã không thể chạy được nữa. Bahubali di chuyển tảng đá khổng lồ khiến tuyết đổ đẩy ngã bọn quân lính và tạo nên một trận mưa tuyết lớn có một không hai. Hai người cùng nhau trượt xuống luồn qua nhiều vách núi và cuối cùng cũng thoát nạn. Nàng tên là Tâm Thi. Sau cuộc ẩu đả bị bong gân ở chân nên hai người quyết định để anh đi cứu hoàng hậu thay cô, và đó cũng chính là người mẹ ruột của mình mà anh không hề hay biết. Phía bên trong cung điện, hàng ngàn nô lệ đang giữ một bức tượng vàng khổng lồ, nhưng nó quá nặng khiến đám người kia không giữ nổi và sắp bị đè bẹp dí. Đúng lúc ấy Bahubali chạy đến nắm chặt lấy dây thừng giữ chặt bức tượng lại. Bức tượng nặng khoảng 1.000 tấn nhưng chỉ mỗi anh giữ được nó. Dân chúng chạy đến kéo bức tượng lên và đồng thanh hô tên vị vua đã chết của họ. Đã rất lâu kể từ khi anh chàng bỏ đi, dân chúng trong ngôi làng dưới chân thác kéo được viên đá năm xưa để tìm cách lên đỉnh thác tìm chàng. Đội quân khởi nghĩa cũng quyết định tập hợp lại để đi cứu hoàng hậu. Còn Bahubali lúc này đã giả danh một người lính rồi trà trộn vào đám quân. Hai cha con Tân Vương hiện tại vô cùng tức tối vì dân chúng đều hô hào tên vị vua đã chết. Bahubali lúc này bước lên đánh đổ chảo lửa làm khung cảnh loạn lạc hơn bao giờ hết. Nhân cơ hội đó Bahubali chạy đi cứu hoàng hậu. Lão vua ra lệnh quân lính đến bao vây và bắt anh. Anh đánh gục bọn chúng nhưng quân lính ngày một đông hơn. Anh nhanh chóng đưa hoàng hậu lên xe rồi chạy trốn. Cứ tưởng chạy xa thế là đã thoát nạn rồi, ai ngờ phía ngoài bọn phục kích đã chờ sẵn đánh tới tấp khiến anh ngất lịm đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy anh bất ngờ nhìn thấy tên vua tàn ác kia đang đánh đập người phụ nữ. Bahubali tức giận vùng lên mạnh mẽ, tuy bị đâm một kiếm nhưng vẫn đủ sức để đánh chết bọn chúng và bẻ gãy thanh kiếm của cháu tên vua. Đúng lúc sắp cho tên kia về với đất mẹ thì ông đầu chọc đến nơi. Hai người cứ thế lao vào nhau và chiến đấu hết sức. Quả nhiên lão chọc kia cũng không phải dạng vừa. Ngay lúc này quân nổi loạn cũng tới. Hai bên cứ thế lao vào nhau và chém giết nhau loạn xạ, không biết ai thuộc phe phái nào. Ngay lúc này tên đầu chọc gọi con ngựa đang đứng bên kia mang kiếm tới. Bahubali thấy vậy cũng liền chạy theo. Kết quả là anh đã cướp được kiếm và tiện tay chém một nhát bay luôn đầu hoàng tử. Ông đầu chọc lúc này đang chạy đến cầm giáo chém vào đầu anh thì bất ngờ nhận ra diện mạo của chàng giống hệt vị vua năm xưa, liền quỳ xuống hô to Bahubali vạn tuế, khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều quỳ xuống theo. Trời đất lúc này quay cuồng, sấm chớp nổi đùng đùng. Ông đầu chọc kia ôm lấy chân Bahubali đặt lên chạm trán ông như lúc xưa khi anh còn đỏ hòn. Anh đã từng được ông tôn sùng như thế. Sáng hôm sau được kể lại về căn nguyên của câu chuyện đời trước. Anh chính là con của đức vua Bahubali đã bị cướp ngôi. Câu chuyện bắt đầu từ của cụ của anh, của cụ nội của anh đã trao quyền cho ông của anh lên ngôi thay vì con cả là bố của vị vua hiện tại. Chính như thế ông ta luôn nung nấu ý định cướp ngôi. Khi ông của Bahubali qua đời, lệnh bà tạm thời điều hành vương quốc. Khi Bahubali được sinh ra thì hoàng hậu qua đời, nhưng lúc này ngai vàng bỏ trống. Các tướng lĩnh tranh giành kho báu, thị vệ trung thành của đức vua là ông đầu chọc phi lên và chém hết các tướng có ý định nổi loạn. Lệnh bà ôm Bahubali lên ngồi ngai vàng cùng với con của lão vô hách dịch hiện tại và nói rằng hai đứa bé này khi lớn lên ai có lòng chắc ẩn hơn thì sẽ được nối ngôi, còn tạm thời lệnh bà sẽ tiếp quản vương quốc. Hai chàng hoàng tử cứ thế lớn lên dưới sự chỉ dạy của lệnh bà. Bahubali từ bé rất nhân từ nên được ông đầu chọc và quân lính yêu quý. Lớn lên càng thể hiện sức mạnh khi một tay chém hết cả 100 mũi tên bắn cùng một lúc. Còn thằng anh lại có sức khỏe hơn người. Ai cũng thông minh và tài giỏi, thật khó để quyết định người nối ngôi. Khi ấy một tên phản bội đã mang bí mật quân sự đem đi bán cho nước khác. Lệnh bà phái hai hoàng tử đi kiếm tên này, xem ai bắt được hắn thì sẽ được bước lên ngai vàng. Hai người đuổi tên này tới một bờ đá nhưng hắn bất ngờ nhảy xuống tự sát. Bahubali vứt một đầu dây cho người anh rồi lao xuống theo tên phản bội kia. Ngay lúc này người anh bất ngờ thể hiện rõ bản chất của mình. Hắn thả dây ra khỏi tay nhưng may mắn là một nút dây lại bị mắc vào tảng đá. Thế là hắn ta bước đến chặt đứt hết dây đi. Xui là cùng lúc đó thì cảnh vệ xuất hiện. Hắn quay ngoắt 360 độ giả vờ kéo Bahubali và tên phản bội kia lên. Tên phản bội đã bán thông tin cho một tộc người cực kỳ man dợ, đi tới đâu là sẽ giết hết tất cả trẻ em và hãm hiếp phụ nữ tới đó. Quân đội bên phía này chỉ có 25 vạn người, nhưng bọn chúng lại có tận 100 vạn người nên rất khó để có thể chiến thắng được. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, Bahubali bất ngờ nghĩ ra một kế sách, hay là dùng chiến thuật phòng thủ kép, và đó cũng là kế sách hay nhất và duy nhất mà có thể dùng được ở thời điểm hiện tại. 15 vạn quân mặc giáp sắt sẽ phòng thủ trước cổng thành. Bahubali dẫn 5 vạn quân tấn công phía bắc.
người Anh dẫn 5 vạn quân tấn công phía Nam. Do tương quan lực lượng quân đội của chúng đông hơn 4 lần nên trong vòng 3 giờ hai người phải bắt được tướng địch. Ông bố kia chơi bẩn liền mang hết tất cả trang bị vũ khí tối tân cho người con của mình, còn Bahubali phải giữ hết phải ở lều trại làm vũ khí. Ngày hôm sau, tướng lĩnh của bộ tộc kia bất ngờ tuyên chiến thả lệnh bà để ta làm vua còn hơn để hai thằng trẻ trâu kia lên ngôi. Nói rồi bọn chúng cười hả hê và coi đấy là nỗi nhục nhã của quân địch. Lệnh bà tức giận liền ra hiệu nổi trống khai trận ngay tức khắc. Bọn chúng lao đến như một biệt đội kiến đen khổng lồ rầm rộ và vô cùng đáng sợ. Nhánh quân của người Anh bắt đầu lên cung tên bắn tới tấp vào bọn Manji kia. Cơn mưa mũi tên nhanh chóng giết được kha khá quân địch nhưng dường như vẫn chẳng là gì so với đội quân man nợ này. Lúc bấy giờ Bahubali mới bắt đầu cho mọi người thấy được trí tuệ của mình. Anh cho quân lính lấy tấm vải lớn buộc vào hai hòn đá rồi bắn lên. Tất cả đều ngạc nhiên vì chưa thấy ai đánh kiểu này bao giờ. Tấm vải bao trùm được một mảng khá lớn quân địch. Bất chợt chúng nhận ra tấm vải kia đã được tẩm dầu thì cũng đã muộn màng. Cùng lúc đó đám quân của Bahubali nhanh trí bắn những mũi tên lửa vào khiến bọn chúng ai nấy cháy rụi thành than và cứ thế làm thêm nhiều lần như vậy quân địch rơi vào hoảng loạn. Sau khi sốc lại được tinh thần thì bọn chúng lao đến khu vực phòng tuyến có chứa giáp sắt. Quân lính lúc này từ phía trong lấy giáo chọc ra khiến chúng khó lòng tiến tới. Tiếp tục chúng xông vào đám quân của người Anh và Bahubali. Người Anh khỏe quá đánh bay 10 tên lính một lúc, còn Bahubali thì cũng không kém anh trai là bao và khiến quân địch chết như ngả dạng. Một lúc sau cờ đỏ được dựng lên, còi vang lên báo hiệu thời cơ thực hiện chiến thuật tiếp theo đã bắt đầu. Bahubali cưỡi ngựa xông thẳng tiến đến quân địch. Đi tới đâu quân địch tan tác tới đó, hai cánh quân cứ thế đánh thẳng tới vị trí của tướng địch. Bọn hắn thấy vậy liền cho dân thường ra để làm khiên chắn. Bahubali thương dân liền dừng lại. Còn người Anh vẫn tiếp tục quyết định giết cả người dân để đạt được mục đích khiến ai cũng kinh hãi hoảng sợ. Bahubali cho ném dây vào chân khiến cho người dân ngã ra rồi mới tấn công. Nhờ vậy mà lệnh bà cũng cảm thấy an lòng. Phía khác quân địch dùng khúc gỗ để xuyên thủng phòng tuyến rồi nỗ lực tràn vào chém giết quân Bahubali. Lực lượng của quân địch áp đảo khiến phía nhà vua bỏ chạy trong hoảng sợ. Bahubali thấy tình hình nguy cấp, anh bất ngờ gọi quân lính lại khích lệ toàn quân rằng sự hèn nhát chính là cái chết trên chiến trường. Không ai có quyền xúc phạm đất mẹ nơi chúng ta đang đứng. Thế là tất cả lại một lần nữa xông lên như vũ bão, cứ thế xông thẳng về phía tướng địch mà giết. Người Anh đập voi của tướng địch nhưng lại bị chống trả đá cho một phát bay xa cả trăm mét. Bahubali thấy vậy liền chạy đến đánh mạnh vào mồm tướng địch rồi cầm chiếc đầu sư tử lên đánh tới tấp chốt hạ bằng một nhát cuối cùng. Sau đó anh lôi tướng địch đi như kéo đồ vật. Quân địch thấy vậy bỏ chạy toán loạn. Khi Bahubali chuẩn bị giết hắn thì người Anh ở đâu bước đến ném mạnh quả tạ tròn vào đầu làm hắn chết ngay tại chỗ. Vì ai giết được tướng địch sẽ được làm vua nên lúc này bố của người Anh bất ngờ giơ tay con mình lên và tung hô rằng anh chính là đức vua tương lai của nước nhà. Bất ngờ lệnh bà ra lệnh đức vua chính là Bahubali bởi anh có lòng nhân từ thì mới xứng đáng trở thành người đứng đầu một đất nước. Còn người Anh chỉ giỏi chém giết nên chỉ thích hợp làm tướng mà thôi. Đấy là quyết định của lệnh bà và không ai được phép cãi. Tất cả mọi người lúc này bắt đầu đứng dậy tung hô Bahubali muôn năm. Còn người Anh và ông bố thì đành ngậm ngùi cay đắng trước quyết định của lệnh bà. Lúc bấy giờ tất cả mọi người trong ngôi làng mới vỡ lẽ. Người mẹ nuôi cầu xin rằng muốn thấy đứa con của mình một lần nữa nhưng ông đầu chọc nhất quyết không cho. Ông ta quay lại ngước mắt nhìn Bahubali với ánh mắt đầy suy tư và bảo rằng kẻ địch vẫn xung quanh đây. Kết thúc phần 1 của bộ phim là cảnh người đàn ông bị một người khác đâm sau lưng mình như mở ra một tình tiết mới với nhiều bí ẩn đang chờ đón ở phần tiếp theo. Phần khởi nguyên của bộ phim đã thể hiện những mối quan hệ, những tình cảm gia đình hết sức phức tạp, hứa hẹn sẽ là tiền đề cho một nút thắt mới trong phần kết của bộ phim. Ở trong chiến tranh, sức mạnh, trí thông là điều kiện cần. Thế nhưng có lẽ tình người vẫn còn đó, tình yêu và lòng vị tha chính thứ vũ khí tối tân nhất của một vị vua người đứng đầu cả một quốc gia. Tiếp theo câu chuyện sử thi Bahubali phá vỡ mọi định luật vật lý trên thế giới. Các nhà khoa học xem xong phim này kiểu gì cũng phải gọi Ấn Độ bằng bố xương con. Còn nếu ai chưa coi phần 1 thì xem đi nha, chứ không vào phần 2 này là lú như con thú luôn. Sau khi đưa Bahubali lên làm vua thì lệnh bà đến đài tưởng niệm tế thần mong cho dân chúng được yên bình. Dù trên đầu bà đang đội một chậu than nóng nhưng không hề hấn gì. Kèn trống lúc này nổi lên dữ dội, bà đi đến đâu dân chúng tung hô đến đó mỗi lúc một mạnh hơn. Bất chợt hai con voi nổi điên làm dân chúng chạy tán loạn, lệnh bà phái ông đầu chọc điều cho dân chúng tìm nơi an toàn, còn bà cứ uy nghiêm mà tiến đi tiếp. Con voi khổng lồ đạp đổ hết tất cả lao nhanh đến lệnh bà, còn bà thì vẫn vững chân bước đi chậm rãi hiên ngang không hề run sợ bất cứ điều gì. Bahubali từ đâu tay không đẩy vỡ cánh cửa kéo chiếc xe khổng lồ ra đâm thẳng vào con voi và khiến nó quỳ xuống bái phục vị vua tương lai này. Lệnh bà cởi bỏ chậu than đang cháy trên đầu xuống châm lửa cho chiếc mũi tên khổng lồ. Chú voi quấn chặt lấy cung tên, còn Bahubali kéo cung giật mạnh mũi tên về phía trước và đốt cháy bức tượng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vì là một vị vua thương dân như con cho nên Bahubali lấy được lòng người, còn ông bố nghe được liền khó chịu và vô cùng bực tức và bảo người con hãy giết mẹ mình đi. Thay vì cho con ruột lên làm vua thì lại đi ưu ái và chăm sóc con của người khác. Mọi người lúc này ai nấy đều sửng sốt toát cả mồ hôi. Riêng Balagat phát đi và cho rằng ông đang nói chuyện khi say rượu nên không quan tâm.
Đúng lúc đó, con chó săn của lệnh bà thông báo tin quan trọng rằng sẽ chính thức phong ngai vàng cho Bahubali. Ông ta lúc này như giọt nước tràn ly, nổi giận đến nỗi tay không đấm bay cả một mảng tường. Nói rồi ông đầu chọc cảnh cáo lão ta về ý nghĩ muốn giết vợ và quay lưng đi. Ngày hôm sau, lệnh bà lệnh cho Bahubali ra ngoài thi hành tìm hiểu dân chúng trước khi trở về nhận chức. Khi hai người đến ở một vùng quê yên bình thanh vắng, bỗng chốc anh nhìn thấy nước nổi lên toàn là xác người. Thì ra họ đã bị bộ tộc Manji khi xưa thua trận tràn qua và giết hết. Lệnh bà ân hận vì không cho con mình là Bala lên làm vua nên đã mua rất nhiều thứ và còn xây cả cung điện mùa xuân cho riêng hắn để bù đắp vào đó. Nhưng hắn ta giả vờ không cần bất cứ thứ gì, không quan tâm đến ngai vàng để lấy lòng bà mẹ và hứa sẽ tuân theo tất cả những gì bà mẹ làm. Phía Bahubali khi đến một làng quê khác thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trong kiệu. Đúng lúc này thì tộc Manji cũng tràn tới để cướp bóc và giết người. Không ngờ ngoài xinh đẹp ra thì cô múa kiếm cũng vô cùng giỏi, đánh tan cả một đạo quân. Ánh mắt cô ta sắc sảo như cắt đứt cả trái tim anh. Đám Manji thấy không húp được gì bèn chạy vào rừng trú ẩn. Vì ngứa mặt bọn thổ phỉ này nên anh đuổi theo, vừa đánh vừa nghĩ đến cô gái mình gặp lúc nãy, rồi cười như người mất hồn. Bahubali hạ gục hết tất cả bọn chúng trong đáy mắt mà chẳng hề ngấn gì. Hóa ra cô gái vừa nãy là công chúa của một tiểu vương quốc. Cô đi dẹp bạo loạn để giúp dân chúng thoát khỏi cảnh lầm than. Cô công chúa hỏi rằng có phải hai người là bọn cướp, thì ông già kia bảo rằng Bahubali là cháu trai của ông. Anh ta có chút ngu ngốc, không biết gì và cũng không giỏi việc gì cả nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ông chú mong rằng công chúa có thể dạy cho anh ta vài kỹ năng thì ông ta sẽ vô cùng lấy lòng cảm kích. Công chúa ở đây có sở thích bắn cung, bắn giỏi đến nỗi cứ phóng tên ra là hụt. Lúc này người đàn ông nhận sẽ dạy dỗ Bahubali bắt đầu đi giới thiệu từng cái chùy, cây giáo, nhưng đều cho rằng anh không thể nào cầm nổi chúng. Bước đến nơi để kiếm, ông ta nói rằng muốn dạy anh cách cầm kiếm. Lúc này bất chợt khúc gỗ trẻ làm đôi khiến cho người đàn ông kia cũng phải ngạc nhiên bởi sức lực của chính mình. Còn ông chú thì liên tục ca ngợi tung hô rằng người đàn ông này có sức mạnh như voi với tiếng gầm của sư tử và tốc độ như báo. Đúng là đỉnh của đỉnh, mặc dù biết rằng đấy chính là năng lực của Bahubali. Tối hôm đó, người đàn ông kia liên tục chém vào khúc gỗ nhưng mà mãi vẫn chẳng thể nào trẻ được làm đôi. Đúng lúc đó công chúa bước đến và muốn xem lại màn trình diễn sáng nay. Ông ta bắt đầu lo lắng hoang mang sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, thì đồng thời lúc ấy Bahubali và ông chú đầu chọc bước vào ngăn cản và bảo rằng làm thế vào ban đêm sẽ không tốt một chút nào. Thế là ông ta lại cứu anh một vố khó đỡ. Nói rồi cô công chúa mời anh sáng mai sẽ vào rừng săn lợn cùng. Sáng hôm ấy, Bahubali cùng xe với ông anh kia. Mỗi khi bắn anh liền tác động vào tay của hắn làm lợn rừng con nào con nấy chết như ngả dạ. Công chúa nổi tiếng là một người bắn cung giỏi, không ai có thể qua được cô. Thế nhưng hôm nay cô không hề bắn được một con nào, còn gã kia lại không để cho một con lợn rừng nào có cơ hội sống sót. Công chúa bắt đầu nghi ngờ Bahubali giả ngu. Cô bắt lấy bàn tay của anh và nói rằng đây chắc chắn là bàn tay của một chiến binh thì mới có thể nhiều chai sạn như vậy. Sau đó, cô ta thử thách anh phải cầm ngọn giáo để đấu với một con bò. Bahubali lúc này để mặc cho con bò đâm vào mình và rồi bay đi cho chuẩn là mình còn ngu hơn bò. Công chúa rất ân hận vì để anh bị thương. Ông chú đầu chọc ngồi bên cạnh cứ liên hồi than vãn, sau đó cầm tay giật mạnh khiến Bahubali đau đớn. Công chúa chạy đến đỡ lấy anh, anh cũng nhân cơ hội này ngả vào lòng của cô. Có đồng đội tốt như ông chú đúng là sướng mà. Sau đó ông chú đầu chọc lại một lần nữa giở trò, tìm kiếm một người có thể hát ru cho anh ngủ. Thế nhưng không ai trong đám người hầu kia biết hát. Vậy là cô công chúa phải ra tay vừa hát vừa múa điêu luyện, giọng hát như tiếng chim hót bên tai làm Bahubali như gục ngã trước sắc đẹp và tài năng của cô. Hôm sau tên gián điệp báo về cho Bala ở nhà rằng Bahubali đang ở một vương quốc khác, hắn đang giả điên để lấy lòng công chúa ở đó và đưa cho anh bức chân dung nàng công chúa. Bala nhìn thấy liền say đắm mà thốt lên rằng nàng nên thuộc về con mới đúng cha, chỉ cần xin lệnh bà cưới công chúa cho mình thì chắc chắn thành công. Vì biết bà còn áy náy chuyện không lập hắn làm vua nên ắt hẳn đồng ý. Lệnh bà vừa nhìn thấy bức chân dung đã thốt lên rằng người đẹp nhất cũng phải ghen tị trước vẻ đẹp của nàng công chúa. Vì không biết chuyện Bahubali thích công chúa trước nên đã đồng ý ngay lập tức trước đề nghị của cậu con trai Bala. Lệnh bà gửi sứ giả đến cầu hôn cùng hàng nghìn tấn vàng để kết giao liên minh, nhưng không ngờ cô công chúa không những không đồng ý mà còn từ chối một cách thẳng thừng. Viết thư nói rằng con trai bà không hề xứng đáng. Lệnh bà nghe tin liền tức giận và muốn tiêu diệt vương quốc nhỏ bé này ngay. Lão cha nhân cơ hội này lập tức bảo rằng Bahubali đang ở đó thì hãy ra lệnh cho nó mang công chúa về. Ở phía vương quốc ấy lúc này cũng đang gặp lâm nguy vì có quân xâm lược. Bahubali cùng ông chú đầu chọc xông lên thể hiện sức mạnh phi thường của mình. Lực đánh vượt trội nhanh chóng tiêu diệt hàng trăm quân địch. Chỉ cần một cú đạp là cả 10 thằng lính bay đi trong nháy mắt. Bên trong, đám lính chạy đến để vây bắt công chúa. Cô lúc này vẫn bình tĩnh rút từng mũi tên một và bắn liên tục vào bọn chúng. Bất chợt từ đâu 3 mũi tên cùng lúc đâm thẳng vào đầu 3 tên lính. Công chúa sững sờ quay đầu lại, Bahubali bay lên tiếp tục ra đòn bằng 3 mũi tên cùng một lúc. Đôi tay anh cứ thoăn thoắt nhịp nhàng xuyên qua cả người công chúa làm quân lính chết như ngả dạ. Sau đó anh chỉ công chúa cách bắn tên sao cho được nhiều nhất có thể. Hai người họ song kiếm hợp bích phối hợp một cách vô cùng ăn ý, chỉ trong tích tắc đã tiêu diệt được hết đám lính. Thế nhưng tình hình bên ngoài lúc này không ổn tí nào. Quân địch xông vào quá đông còn quân ta thì lực lượng thưa thớt.
Bahubali ra lệnh cho người thả đàn bò đốt lửa trên rừng lao thẳng từ trên núi xuống, băng băng trên đường đâm thẳng vào địch khiến bọn chúng vô cùng hoảng loạn. Ngay lúc này có một con bò chạy lạc sắp tiến về phía công chúa, Bahubali tóm vào sừng nó nhẹ tựa lông chồn rồi đẩy nó ra. Rồi cứ thế Bahubali xông lên dũng mãnh tiêu diệt đám binh lính. Anh băng băng cùng đàn bò leo lên lưng chúng và thể hiện sức mạnh nhằm khiêu khích đám quân địch. Bất chợt anh nhận ra có một con đập ngay bên trên thành và đấy là cách duy nhất để kết thúc trận chiến. Thế là anh cùng với một đội quân chạy thẳng lên con đập, nhanh chóng phá vỡ nó ra khiến nước chảy xiết ào ào đổ xuống như vỡ trận, cuốn trôi hết đám binh lính. Anh cưỡi một khúc gỗ rồi quay trở lại phía tường thành nơi mọi người đang đứng chờ sẵn ở đấy. Lúc này ông chú đầu chọc cũng cho biết rằng Bahubali chính là hoàng tử của một vương quốc lớn. Phong thái của anh lúc này nguy nghiêm khác lạ. Ông chú cứ tưởng rằng lệnh bà đưa sinh lễ để cầu hôn công chúa cho Bahubali. Công chúa nghe thấy vậy liền đồng ý ngay tức khắc. Anh cũng thề ước rằng sẽ luôn bảo vệ nàng bất cứ lúc nào. Hôm sau công chúa cùng Bahubali về vương quốc. Đúng lúc đang bước lên thuyền thì tấm ván bắc sang bị gãy làm đôi. Bahubali nhảy xuống nước lấy thân mình làm thang để công chúa đi qua một cách an toàn. Hai người cùng trở về vương quốc của Bahubali, nhưng tất cả đã rơi vào bẫy của bố con nhà Bala. Khi vào cung thì lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ. Lệnh bà nói rằng đã hứa chọn cô công chúa này cho Bala rồi và bảo Bahubali hãy chấp nhận điều đó. Lúc này ông đầu chọc mới nhận ra vấn đề nằm ở chính mình, rằng chính ông đã hiểu lầm ý của lệnh bà, nhằm minh oan cho công chúa. Thế nhưng bà gạt phát đi bảo rằng không bàn chuyện quá khứ, chỉ nói đến chuyện tương lai. Công chúa lúc này nổi cơn giận dữ, bảo rằng người đàn ông mà cô muốn cưới là Bahubali. Sau đó công chúa chửi thẳng vào mặt lệnh bà là ai mà dám hứa hẹn cuộc hôn nhân của cô khi chưa có sự cho phép của mình, rồi bảo bà là không biết phép lịch sự. Lệnh bà tức giận bắt binh lính trói công chúa lại và bắt cô ta quỳ xuống. Bahubali ngay lập tức bước ra bảo vệ cô và đe dọa đến bất cứ ai dám động vào. Bahubali giải bày tâm sự với lệnh bà. Anh đã hứa sẽ bảo vệ công chúa và bảo mẹ đã mắc sai lầm lớn. Lúc bấy giờ ông bố bắt đầu nhân cơ hội để kích đều. Bà cho Bahubali hai sự lựa chọn. Một là chọn làm vua và hai là cưới công chúa. Bahubali chắc chắn chọn công chúa, nguyện đổi cả giang sơn này để có được nàng. Thế là Bala chính thức lên làm vua, còn Bahubali thì chỉ làm tướng. Lễ đăng quang cũng nhanh chóng được tiến hành, nhưng dân chúng chỉ coi Bahubali là vua và hết mực tung hô anh. Đám voi cũng nhảy dựng lên để cổ vũ khiến ngai vàng lung lay dữ dội. Bala mặc dù có được ngai vàng nhưng trong lòng lại vô cùng căm giận. Ngày nào Bahubali còn chưa chết thì ngày ấy hắn chưa thể làm vua. Cha của Bala ngày này qua tháng nọ liên tục bơm đều lệnh bà rằng chắc chắn sẽ có ngày Bahubali phản bội lại bà. Một hôm công chúa đang đi lễ dâng hương thì bị đám quân của vua Bala cố tình sàm sỡ. Các cô gái xung quanh công chúa cũng bị vạ lây theo. Với bản tính kiên cường, cô lập tức rút dao ra cắt đứt ngón tay của tên lính và thế là công chúa bị kết tội. Bahubali bước vào công chúa bảo rằng bọn chúng sàm sỡ cô nên cô mới làm vậy. Anh nói sao cô lại làm vậy, phải làm như anh đây này. Nói rồi Bahubali rút kiếm ra chém đứt đầu gã vô liêm sỉ kia trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Lệnh bà lúc này nổi giận mà hét lên. Bà tức giận vì anh dám tự ý mà chưa hỏi ý kiến của vua hay là ngươi muốn cướp ngôi làm phản. Nói rồi bà ra lệnh trục xuất hai người ra khỏi cung điện, bắt họ làm nô dịch. Bahubali cúi xuống lại mẹ lần cuối rồi dắt tay công chúa rời khỏi cung điện, nhưng dân chúng phía dưới thì luôn tung hô anh. Còn Bala sao mà chịu để yên, bèn cử người đi truy sát. Tuy phải làm nô dịch vất vả nhưng chẳng hề kêu ca. Nhờ trí thông minh của mình, anh chế tạo nhiều máy móc giúp sức đỡ vất vả, tăng năng suất lao động mà giảm được sức cho người nô lệ. Khi rảnh rỗi còn dạy học cho mọi người, cứ thế mà lại được thên lòng dân. Hai bố con Bala nhìn thấy như thế thì vô cùng cay cú, liền báo với lệnh bà rằng anh đang hò reo dân chúng làm phản. Còn ở nơi ấy, Bahubali và vợ sống vô cùng vui vẻ. Người dân vây xung quanh anh hát hò nhảy múa cả buổi tối. Sát thủ được cử tới ám hại Bahubali nhưng chưa được nên đã trở về báo cáo rằng lỡ làm anh trốn thoát ngày hôm nay. Bala ra lệnh ngày mai nếu hắn chưa chết thì sát thủ cũng sẽ phải kết liễu đời mình. Hắn đe dọa cả bố mình nếu ông ta dám trái lại lệnh của hắn. Anh trai của công chúa vô tình nghe thấy điều này. Anh thấy khổ thân ông bố nên liền chạy đến an ủi. Lão bảo rằng vì sự an toàn của Bahubali, ngươi hãy ám sát đức vua bằng chính con dao mà Bahubali đã tặng cho ngươi. Đêm anh ta tìm đến ám sát đức vua thế nhưng lại lọt vào cái bẫy của bọn chúng. Bala tự lấy dao rạch mặt ăn vạ theo kiểu chí phèo rồi lập tức báo cho lệnh bà đến để chứng kiến. Bà dễ dàng bị lừa trắng trợn, đau khổ gục ngã vì sắp phải kết án tử Bahubali. Cận vệ thân cận nhất của Bahubali chính là ông chú đầu chọc được lệnh phải đi giết anh. Vì quá hiểu anh nên ông đã quỳ xuống khóc lóc để cầu xin lệnh bà tha thứ. Thế nhưng vì phận làm tôi nên đành phải chấp nhận mà nghe theo rồi lên đường đi tìm Bahubali. Bala cho người tới báo ông chú đầu chọc bị tộc Manji tấn công. Nghe xong anh vội vàng chạy đến cứu mà chẳng một chút mảy may nghi ngờ. Đến nơi ông chú đầu chọc đang nằm tựa trên tảng đá, tay bị trói chặt. Bahubali trong lúc đang cởi trói cho ông ta thì bất ngờ một mũi tên lao đến đâm thẳng vào lưng anh. Rồi cứ thế hàng loạt những mũi tên lao đến. Anh lấy thân mình để chắn tên cho ông chú đầu chọc và người bắn anh chính là người của bộ tộc năm xưa thua trận đã được thuê đến để ám sát. Bahubali lúc này lấy kiếm chém hết mũi tên rồi cõng ông chú bỏ chạy.
Ở nơi vách đá kia, ông chú liên tục van nài anh rằng hãy để ông ở lại mà bỏ chạy đi. Cuộc đời kẻ tôi tớ như ông không đáng để một người như anh phải chấp nhận bỏ mạng. Bà Hobali cười nhẹ mà đáp lại rằng ông đã hứa sẽ ăn con trai của anh đầu tiên. Công chúa bắt anh hứa là phải mang chú về an toàn. Vừa nói vừa rút mũi tên đang đâm trong lưng ra khỏi người và đuổi ông chú hãy bỏ chạy rồi quay trở về. Bà Hobali bị thương vô cùng nặng nhưng vẫn một mình xông lên. Chỉ vài tiếng sau đã đánh hết 500 quân địch chất xác bọn chúng thành ngọn núi Tho. Đám cháy lúc này bùng lên dữ dội. Bà Hobali và tên tướng bộ tộc lúc này đang đối diện với nhau, nhưng cũng chỉ trong vòng một nốt nhạc bà Hobali đã tiêu diệt được hắn ta. Vì không thể trái lệnh bề trên, ông chảy nước mắt giàn giụa bước đến bên cạnh và đâm bà Hobali một nhát chí tử. Kiếm của anh văng lên trời rồi quay lại nhìn thì hóa ra kẻ đâm mình lại là người mình tin tưởng nhất. Ông thú nhận rằng lệnh bà phái ông tới để giết anh, bà Hobali ngã quỵ xuống ông chạy đến ôm lấy anh và cầu mong nhận được sự tha thứ. Hai người nắm chặt lấy tay nhau rồi anh dặn rằng hãy chăm sóc người mẹ của anh. Nói rồi bà Hobali vực dậy ngồi lên tảng đá tay cầm lấy thanh kiếm đầu rồng cắm chặt xuống đất, hét lên một tiếng như hổ gầm rồi gục đầu xuống. Trong lúc ông chú đang khóc nức nở thì tên vô lòng dạ dã man kia bước đến, đặt chân lên vai bà Hobali rồi đạp anh xuống đất chém liên tục lên người anh và nói rằng lệnh bà thật ngu ngốc khi tin lời hắn. Ông chú đầu chọc nghe được vậy liền chạy về báo với lệnh bà rằng bà đã sai lầm thật rồi. Lúc này lệnh bà hiểu ra thì cũng đã quá muộn. Công chúa vừa sinh con trai đầu lòng ra thì nhận được tin chồng mình chết, dân chúng thì kéo đến cung điện biểu tình. Lệnh bà bế con của bà Hobali lên và tuyên bố rằng đứa bé này sẽ là vua. Dân chúng thi nhau hò hét còn hai bố con Ba La thì tức tối vô cùng. Hắn cho quân lính đến để vây giết lệnh bà và đứa bé. Ông chú chặn quân lính lại để lệnh bà ôm đứa bé bỏ chạy còn công chúa vì quá kiệt sức nên đành phải ở lại. Bà liền ôm đứa bé chui vào mật thất để tìm cách trốn thoát. Đúng lúc ấy Ba La bắn tên thẳng vào lưng người mẹ của mình, lệnh bà trôi xuống dòng nước cùng đứa bé. Kể từ đó ai cũng nghĩ rằng con trai của bà Hobali đã chết nhưng bà ấy đã hy sinh mạng sống để cứu gia đình mình. Ông chú đầu chọc quay sang bảo, vương quốc của bà Hobali đã chờ đứa con này 25 năm rồi, chỉ có anh mới xứng đáng. Anh ta liền chạy đến quỳ xuống trước mặt người mẹ của mình nắm chặt lấy tay bà đôi mắt trừng lên lửa hận. Bà Hobali còn hét to rằng hãy gửi lời đến vương quốc của anh, kêu gọi toàn bộ mọi người tập hợp trước vị vua thật sự của họ. Kiếm binh đao giáo hay mọi thứ họ có hãy bảo họ mang tất cả vũ khí tìm được bước đến vì cháu của nữ hoàng, con trai của bà Hobali đã quay trở lại. Ba La được tin thì cũng cho binh lính ra khiêu chiến. Nhìn qua ống nhòm hắn thấy bà Hobali và công chúa đang bước đến sừng sững cùng nhau. Hắn vẫn không biết đó là cháu mình mà cứ nghĩ là em trai mình quay trở về từ cõi chết để báo thù. Công chúa lúc này ném cái đầu con của Ba La lên, còn nam chính thì bắn mũi tên cho cái đầu bay lên tường thành. Cầm cái đầu của con mình hắn ta ra lệnh phải giết hết tất cả bọn chúng. Hai bên xông lên chiến đấu với nhau, quân phía Ba Hobali còn dùng bẫy làm đám kỵ binh ngã tan tành. Thừa thắng xông lên sức khỏe hơn người một mình nam chính cả một thanh gỗ ném thẳng vào bọn chúng mà chẳng mảy may lo sợ điều gì. Ba La lúc này cho máy chém xuất trận, đi đến đâu chém hết đến đó mà không hề biết là quân ta hay quân địch, nhanh chóng bắt công chúa lên xe. Ông đầu chọc đuổi theo bắn cung liên tục nhưng hắn chạy quá nhanh đã trốn được vào thành. Nam chính lao vào giữ thành thì bị một mũi tên bắn trúng giữa ngực. Lão già cha của Ba La thì nhân cơ hội ấy cho binh lính bắn hàng ngàn mũi tên xuống. Đúng lúc ấy ông chú đầu chọc cho quân đến che chắn cho Ba Hobali con. Sau đó anh nghĩ ra một cách điên rồ là dùng cây dừa để bắn cả nhóm người vào thành. Sáu người ôm lấy nhau rồi cuộn tròn cho tấm chắn ra phía ngoài thì sẽ không sao. Cứ như vậy từng tấp bay vào bên trong thành đánh giết nhau loạn xạ. Lúc này lão cáo già ra mặt ngỏ ý muốn thu phục ông chú đầu chọc rằng hãy trung thành với đức vua và giết Ba Hobali con đi. Ông chú ngay lập tức vả thẳng vào mặt ông ta rồi chửi rủa rằng nữ hoàng đã tuyên bố nam chính là vua suốt 25 năm qua. Nói rồi ông quay lưng đi. Điều quan trọng lúc này là cần mở cửa cho quân ta xông vào. Ba Hobali con lấy búa đập vỡ chiếc cổng thành siêu to khổng lồ dễ dàng cho quân lính tràn vào rồi lập tức chạy đến nơi người mẹ bị giam giữ. Tại đây tên Ba La đang đứng sẵn ở đó. Nam chính xông lên đập tan chiếc xe ngựa chiến của hắn rồi hai người xông vào nhau đánh nhau tơi bời. Anh nhảy lên đấm thẳng vào mặt Ba La thì bất chợt hắn ta lấy xích quấn chặt lấy cổ của anh rồi kéo lên. Anh bực mình phá luôn cả bức tượng rồi rơi xuống và ôm luôn cả cây dừa đập vào lưng hắn. Hai người cứ thế đánh nhau túi bụi. Mọi thứ xung quanh dường như đổ vỡ hết, đổ luôn cả bức tượng đài bằng vàng. Bà Hobali còn lao đến đấm hắn ta túi bụi. Lúc này hắn ta bất ngờ tháo áo giáp chứng tỏ sức khỏe phi thường của mình. Trong lúc hắn như chuẩn bị moi được cả tim của nam chính ra thì anh may mắn thoát được nạn. Bà Hobali còn lúc này quấn chặt dây xích vào hai tay của mình liên tiếp vả vào mồm Ba La và đạp hắn một phát bay vào trong lò củi, nhảy lên cầm một nhát vào đùi của hắn. Đống củi này vốn dĩ là bà mẹ đã chuẩn bị cho hắn suốt 25 năm qua rồi, sau đó bà mẹ đổ lửa vào thiêu chết hắn. Bà Hobali còn chiến thắng vinh quang và trở thành vua của đất nước, thống nhất đất nước khiến khắp nơi ca ngợi. Nếu bỏ qua những cảnh ngào ma Ấn Độ thì có lẽ đây là một bộ phim sử thi quá hoành tráng khiến tôi phải coi đi coi lại không ngừng. Phim tới đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những review phim tiếp theo.